4 tình Bolero, mà thí sinh sẽ chinh phục vòng 4 mang tên giấc mơ với chủ đề 1 kịch Bolero. Đinh Y Nhung, Nguyễn Lê Bá Thắng, Tuấn Anh. Vì lý do cá nhân nên diễn viên Minh Khuê đã tạm dừng cuộc hành trình của mình tại tình Bolero. Chúc Minh Khuê sẽ luôn giữ được đam mê của mình trên con đường đã chọn. Trong vòng thi này, ba thí sinh sẽ cùng nhau diễn kịch kết hợp thể hiện các bài hát ngọt ngào qua phần thi nhóm. Ngoài việc thể hiện khả năng của bản thân nổi bật, các thí sinh còn phải kết hợp ăn ý cùng với bạn diễn. Một Đinh Y Nhung thỏa sức thể hiện đam mê với vai trò diễn xuất kết hợp với ca hát trên sân khấu tình Bolero. Một Bá Thắng bùng nổ diễn xuất và khoe trọn giọng hát đầy nội lực. Và Tuấn Anh, một nghệ sĩ đa tài khi chinh phục giám khảo bởi giọng hát lẫn lối diễn chạm đến trái tim trong lần đầu thử sức với vai trò diễn viên. Thì ngày hôm nay đã kết hợp giữa tình Bolero và kịch cùng Bolero, là nó xúc động và hạnh phúc. Em đóng rất là tự nhiên. Và bạn chính là một trong những diễn viên mà giữ được cái mạch kịch đi đến cuối vở. Trời ơi, lấy hết nước mắt của tôi rồi mấy cô mấy cậu ơi. Sao mà hay dữ vậy? Liệu với thử thách khó nhằn nhưng cũng hết sức thú vị này, các thí sinh có chinh phục được các giám khảo? Chúng ta hãy cùng nhau đi tìm câu trả lời ngay bây giờ. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Khang thực hiện với sự tài trợ của nhãn hàng Mì Hảo Hảo. Tình yêu của đôi nghệ sĩ tuổi xế chiều, tình yêu của một đôi nghệ sĩ trẻ vừa chớm nở. Đây là nội dung được cảm tác từ truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, và chúng ta sẽ cùng thưởng thức phần hòa quyện trong vòng thi cuối cùng của ba thí sinh: diễn viên Đinh Y Nhung, diễn viên Bá Thắng và MC Tuấn Anh. Sao nỡ đành tâm tình yêu ban đầu giao đã quên, thương ai thuyết đây trao ngọc quý, không thương nữa thôi sao nỡ đành gieo khổ đau. Tiếc nhau trả ngọc lại cho em mà tiếc nhau, yêu tình đừng nên đến gần ta, nhà ngươi mong hài ta chết quang. Xưa ông mắt ta thâu ngọc quý, hồ ly hết mong chi sống còn trên thế gian. Nè, hai cái đứa kia. Dạ. Mày Tao xuống đây nghe em. Mày đang múa hay là mày đang quạo hả? Chú con đang tập, con thấy em làm đúng động tác mà chú. Đúng chỗ nào? Thì chú chỉ thế nào em làm như thế. Nè, con là diễn viên chuyên nghiệp nha, không có binh như vậy, hiểu không? Tao tức quá. Nè, tôi chỉ động tác, nhưng mà múa là phải có hồn, có bên trong, chứ không phải là mình quơ như vậy. Hiểu chưa? Dạ. Nào. Ôi sao? Ôi chú. Chú. Trời. À, chú có đau không chú? Ôi dạ. Ôi. Dạ. Chú ngồi tạm ở đây đi. Con coi này. Điệp ơi, sao té rồi? Trời ơi khổ bà ghê. Bà nữa, bà ra đây làm gì hả? Đã biểu coi. Ê, ây da, ở trọng không ở, ra đây làm gì? Ngồi xuống đây. Nè, tôi coi cái đầu gối không coi. Không sao hết. Không có bị sao? Chuyện nhỏ, không sao. À, ngày xưa là tôi muốn đến cái gì đó, vừa nãy làm bị tổ trác, quay quá rồi nó trật cái chân, không sao ha. Phải chi mà hồi xưa ông không cứu tôi lúc sập sàn. Cái bà thì... này sao cứ thích nhắc chuyện ngày xưa vậy? Không sao hết. Không phải đâu, tại vì con múa không ra bộ cho nên nãy Sáu mới lại múa lại cho con coi á chứ.
con lấy muối với dầu hôi nè, đưa con đắp cho chú. Không làm là tí nó sưng bù lên đó. Ôi dạ, mày bẻ lọ giò tao luôn đi. Phải làm mạnh nó mới không sưng. Cái thằng này. Để gì? Ông kéo lên cho tôi làm. Ông cũng đừng khó với tụi nhỏ quá. Nay tập không được thì mai mưa dầm thấm lâu, cái gì đâu mà ông. Nè. Bà nói cái gì vậy hả? Tôi là tôi không có chịu như vậy nha. Nghệ thuật là phải lao động, phải đổ mồ hôi sôi nước mắt. Chứ sao mà cái gì mà hôm nay không được, ngày mai được. Nhiều khi mình đổ máu trên sàn diễn còn chưa diễn được nữa kìa. Tôi biết, nhưng mà ông nhìn hai tụi nhỏ đi. Trời ơi, mồ hôi mồ kê, cho nó nghỉ chút xíu đi, ông khó quá. Dạ thôi, để con vô con tập. Chứ sao ha, để con vô con tập. Anh đi với em. Nè. Dạ. Khoai gì mới luộc xong á, hai đứa cầm ra sau ăn rồi tập ha. Chứ dạ. Kịp. Nhìn sắp nhỏ, thấy thương ghê. Bà nữa, ở trong nhà nghỉ đi, ra đây làm gì hả? Tôi mơ ra chợ tí xíu à, về là cứ ra đây liền. Thấy ông dậy sắp nhỏ, tôi chịu không có nổi. Bà nhớ nghề lắm phải không? Cái nghề nó ăn sâu vào trong máu. Nhớ chưa? Dẫn lên bà lên xì phố, mình vô đầm sen mình đạp dịch ha, không chịu hả? Mình đi đâu mình xuống sông, mình chèo xuồng rồi hát đờn ca tài tử, chịu không? Cũng không chịu luôn, mắm nửa dược. Sao cứ khổ với tôi như vậy? Bà nói cái gì vậy? Tôi có khổ gì đâu. Bàn tay này xảy ra mua kiếm trên sân khấu, giờ phải làm thuê làm mướn phiền. Dù cho mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời. Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây, dù có gió lạnh đầy, có tuyết buồn lầy, có lá buồn gầy. Dù sao đi nữa, tôi cũng yêu em. Thừa vai nhau cho nhau yên vui, ấm áp cuộc đời.
tim đau. Vừa đôi tôi ước muốn tôi đây, tóc rối bạc màu vết gió tình sâu. Nhìn em, nhìn em giây phút muốn nói yêu. Bà ơi, thôi, bà ngồi đây đợi tôi. Tôi vô sắc miếng thuốc, đổ cho bà uống ngang. Mấy đứa ơi. Dạ. Đi ra ngoài tập, rồi canh gì giùm chú. Dạ. Tôi già cả rồi, coi như tôi là con nít hả? Thì có phải là con nít đâu, mà tại vì người ta thương á. Rõ này. Đúng rồi đó. Ghê lắm nha cái lối thương thầm. Nhìn cứ đầm đầm á, mà dứt không có ra. Ừ. Ông Sáu ơi. Mới ghẹo con xíu tự nhiên mé Sáu là sao? Hài. Và công nhận nha, chú Sáu chú khó quá trời. Mà dì Điệp chịu được. Hay thiệt á. Anh nói gì vậy? Mặt ông khó vậy thôi, chứ tính ông tốt lắm. Chị biết là tốt mà. Tốt thì mới thương con, đem con về đây nuôi, cưu mang con đúng không? Nào, đứng lên, đứng lên. Dạ. Hai đứa đứng lên nào. Xái vô cho chị coi nè. Y chang à. Y chang ai ạ? À? Thì dì với chú Sáu ngày xưa đó. Thiệt hả dì? Xứng đào, xứng kép lắm. Thôi, dì Điệp ghẹo con hoài. Con là nhỏ bán nước ngoài rạp hát, con không có dám mơ đâu. Có anh Quân, anh còn đi theo đoàn, ảnh còn có dịp mặc đồ chú Sáu cho. Chứ đồ của dì Điệp á, không biết đến khi nào con được mặc ha. Em cứ bị tự ti như thế nhỉ. Không dưng anh qua đây tập cho em để làm gì? Tập quá chừng mà. Để em thực hiện ước mơ trở thành một cô đào, được mọi người yêu mến, đúng không dì? Nè, dì hỏi thiệt, con có mê cái nghề này không? Trời mê sao không mê vậy? Hồi nhỏ nghe tới chữ cải lương là mắt sáng trưng lên luôn á. Đoàn mà vừa về một cái ha, nguyên đám con nít chạy ù. Anh biết không, trong đó có em nữa. Mà bị gì nghèo á, làm gì có tiền mua vé. Toàn chui lỗ chó đi coi cọp không bộ. Dì Điệp, dì Điệp vì sao? Dì... Được rồi, để em đưa dì Điệp vô. Từ từ thôi dì Điệp. Để con. Sao rồi em? Dì ngủ rồi à. Mà sao em lo quá à? Em thấy dì càng ngày càng yếu. Không phải lo đâu, dì uống thuốc đều mà. Chắc chắn dì sớm khỏe thôi. Tiếp theo là cái gì ta? Mình tập đến đâu rồi ta? Cái kẹp đẹp quá nè. Đẹp à? À. Em cài lên đi. Rồi biết có ai đâu cài. Thì cứ cài lên đi. Chắc là chú Sáu mua cho dì Điệp. Ê, chú Sáu nào mua, anh mua. Vậy em nói với dì Điệp là anh mua. Ê, hôm bữa đi lưu diễn thấy đẹp quá, lén mua cho mấy người đấy. Anh. Em sao vậy? Em sợ. Em sợ mình không xứng với anh. Em không phải lo sợ gì cả. Chỉ cần biết là anh thương em. Khi đã yêu thì mơ mộng nhiều. Mơ ngày
ngày mai pháo nhuộm đường vui. Mơ vành môi thơm ngát hương đời, tình kia phong kín mây trời, nhưng yêu riêng một người thôi. Khi đã yêu thì lo sợ nhiều, lo chiều thu nắng nhạt màu tươi, lo niềm yêu chưa thấm tim người, tình kia thêm vỡ tan thôi, nên đêm hoen lệ đầy vơi. Chớ nói tình yêu bằng chót lưỡi đầu môi, bằng khoe mắt xa vời, thì dẫu sau này nên câu luyến ai, ân tình còn vương mãi mãi, hương thề trọn kiếp không phai. Bao ước mơ còn trong đợi chờ, cho nghìn sau nối lại nghìn xưa, cho niềm yêu dâng đến tim người, ngày vui hai đứa chung đôi, khi yêu yêu một người thôi. Ôi là trời. Sáu ra đây để con vô với dì Điệp. Dạ. Chú Sáu ơi, là chú Sáu. Hả? Sao con thấy gì đâu này? Tao không thấy gì hết trơn á. Không thấy thiệt. Chú còn nói không thấy nữa. Mà nói mà nghe nè. Mày làm gì con nhỏ vậy? Mày làm cái gì mày chúi đầu vô con nhỏ vậy? Con đang tập tuồng. Tuồng mới, tuồng xã hội nó phải có cái... Mày tin tao phang mày không? Ta chưa bao giờ dạy cho mày một cái tuồng nào mà hai cái đầu chống vô nhau hết trơn. Sáng tạo rồi mày đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Con vô xem dì Điệp thế nào mà. Thôi, đi ra. Đi ra. Tao mời mày ra đây. Ê, cho hỏi đây phải nhà của Sáu Tâm không? Dạ phải ạ. Phải hả? Dạ. Ta Có rồi, tới rồi. Đúng nhà chưa? Rồi, đưa quà cho tao, đi ra ngoài đợi tao. Đi thì đi. Tài xế mà sao ý kiến quá. Mời. Dạ, em chào Sáu Tâm. Tôi chào bà chị. Dạ, nhớ em không? Hả? Nhớ em không? Xin lỗi bà chị, chắc là lâu quá không gặp rồi à. Tôi chưa có nhớ ra. Thì đúng rồi, dạ. Có gặp bao giờ đâu mà nhớ. Bà chị vẫn có duyên thiệt. Ui, biết luôn hả? Tôi tên Duyên. Ngày xưa cái thời mà anh làm kép á nha, anh đứng ở trên sân khấu anh hát hả? Trời ơi, em ở dưới, em là người hâm mộ mà. Sao tâm, hâm mộ dữ dằn luôn á. Dạ, cho nên ngày hôm nay là em có một món quà muốn dành tặng cho anh Sáu Tâm thân yêu. Dạ. Tôi cảm ơn bà chị. Nhưng mà tặng quà chắc cũng có ý gì phải không bà chị? Hay thiệt, đúng là thần tượng. Vừa tài giỏi mà còn khéo nữa chứ. Dạ thôi, sẵn thì ở đây em cũng xin thưa với lại anh Sáu Tâm. Dạ. Em á, hiện tại là đang mở một cái quán nhậu. Quán nhậu của em á, rất là lớn. Nhưng mà anh cũng biết đó, khách khứa bây giờ khó khăn lắm. Nhậu nhạc thì thôi không chịu, phải có ca hát này nọ. Mà em hát á, thì người ta đi hết. Đó, nhưng mà hữu duyên, vô tình á, em biết được là Sáu Tâm ở đây có rất là nhiều truyền nhân giỏi. Cho nên là em muốn qua đây mời những truyền nhân của anh Sáu Tâm qua bên quán của em phục vụ cho quán của em. Qua bên đó nha, chắc chắn là lương cao hơn ở trong đoàn luôn. Khoái liền. Sao? Của mình là còn đứa nào nữa? Kêu ra hết bao nhiêu đứa là tôi nhận hết bấy nhiêu đứa luôn. Thiệt, quán đang cần nhiều người lắm. Nhà tôi chỉ có... Ủa? Bước qua đây. Dạ. Bước qua đây. Dạ. Quay vòng quay. Dạ. Hứa. Thôi,
Tại quay gì con người ta sám hồn vậy? Tại sao bây giờ còn ở đây? Dạ? Tại sao bây giờ còn ở đây? Phải qua quán của tôi hát chứ. Trời ơi, nhìn đi, nhìn đi, nhìn đi. Với cái ngoại hình này, với cái dốc dáng này, chỉ một năm thôi là có tất cả nhà lầu và xe hơi. Nhưng mà một năm là hơi nhiều rồi đó. Cỡ cái tướng này hả, nửa năm thôi là con sẽ có tất cả mọi thứ mà con muốn. Nghe khoái là khoái lắm đúng không? Tôi cảm ơn cái ý tốt của bà chị. Không có chị. Nhưng mà thôi, tôi mời bà chị về. Trời ơi, mời tôi về đi, tôi giỏi. Ủa gì vậy? Nhắc khéo nữa. Người ta thường nói qua sông thì phải lụy đò, muốn mời học trò thì phải mời cái người lái đò chứ. Quên quên quên. Đò ơi, ơi đò. Nếu đã như vậy thì tôi có thể nào mời đò qua đàn hát cho mấy đứa nhỏ được không? Nhưng mà mình già rồi. À không, ý là mình lớn tuổi rồi, mình qua mình đàn á, chắc chắn là lương không có cao bằng tụi nhỏ, nhưng chắc chắn vẫn cao hơn ở trong đoàn. Đó, giờ ý của anh sao? Tôi nghĩ là mấy đứa nhỏ này nó không thích hợp với quán của bà chị đâu. À, tụi con nghe chú dặn nè. Dạ. Mình là nghệ sĩ, mình sống sao đó cho xứng đáng với hai từ là nghệ sĩ. Sống phải xứng đáng với tình thương của khán giả dành cho mình. Đừng có vì những cái đồng tiền mà sống hèn đi. Ủa là sao vậy anh? Tôi đang qua đây là ý đang muốn giúp đỡ cho gia đình của mình. Ủa mà kể cũng lạ nha, mấy người nghèo mà hay sao sống sĩ diện quá. Nói cho nghe, mình nghèo á thì làm ơn nghe lời mấy người giàu đi. Với lại tôi không có nhu cầu học đạo đức nha, nên không cần phải dạy tôi những cái điều đó. Sao? Không được thì thôi. Đó. Dạ. Lấy đồ đi về. Ủa sao về sớm vậy? Mày hay quá ha. Rủ tao qua đây chi người ta bí mật tao kìa. Lấy đồ đi về. Trời ơi. Dạ. Hương. Ủa Hương. Ơi. Ê Hương. Ê đi. Trời ơi, anh có lộn không? Ở đây làm gì có ai tên Hương? Trời ơi, Hương, nghe Hương. Ủa Hương đúng không? Hương. Hương nào? Trời ơi, anh đứng xa của tôi. Hương nào đây, anh cứ sẵn sẵn với con gái nhà lành như thế nào? Trời, con Hương. Mày làm cái gì vậy? Hả? Đừng có thấy người ta con gái là tương tước nha. Người ta là nghệ sĩ, cao quý lắm. Cái dạng thấp hèn như mình không có giới tới được đâu. Đi về. Cái gì? Ai nghệ sĩ? Đó. Con Hương. Ừ. Trời ơi, con Hương mình là nghệ sĩ. Chứ cái gì? Trời đất ơi, con Hương hồi lần làm tiếp viên bên quán bia của bà Nga đầu đường kìa. Trời ơi, ai lạ gì nhỏ này nữa. Con khách quen của nó, ra vô gặp hoài à. Nhỏ đẹp thiệt á, mà hồi trước đắt khách lắm. Ra vô nụm nướp mà. Vậy đó hả? Ừ. Trời ơi, nghệ sĩ. Vậy thì tôi xin phép nha. Tôi thưa quý nghệ sĩ, tôi đi về. Vậy Hương, nào muốn đi làm lại á, liên hệ anh mở hàng nha. Đi. Người ta nói thấy là thế nào hả San? Em... San. Dạ. Con vô trong đi. Nhưng mà sao? Con đi vô trong đi. Không đi đâu cả. Em đứng đó. Người ta nói thế là thế nào? Là thế nào? Hương. Thôi mà, mày làm cái gì mà dằn vặt nó vậy? Chú không nghe người ta nói à?
Người ta nói đây là Hương, làm tiếp viên, làm quán, không phải là San. Chú không nghe à? Chú có nghe không? Tao nghe rồi. Tao biết hết. Rồi sao? Chú biết. Dì Điệp biết. Tất cả mọi người biết. Mà sao thằng này không biết cái gì cả? Mọi người coi thằng này là cái gì? Coi là cái gì? Kịp à? Sáu ơi, con xin lỗi Sáu. Tại con mà người ta nói nặng Sáu. Con xin lỗi, con xin lỗi. Dì Điệp với Sáu vô trong nha. Cho con xin phép nói chuyện với anh Quân xíu được không? Sao? Dì Điệp. Dì Điệp. Thôi bà, tôi dẫn bà vô. Anh Quân, tại sao từ đầu em giấu tôi? Tại sao em không nói với tôi? Em biết em giấu anh là sai, nhưng chẳng lẽ bây giờ em nói với anh em làm? Người vừa tặng ta vết thương đau ngọt ngào, chẳng nợ nần gì nhau, hãy để tình ta bay cao. Từ vào cuộc vui đã chớm nghe lừa dối, che giấu trên nụ môi những lời yêu quá tạ tơi. Thà một lần đi cách xa nhau ngàn đời, cho lệ này ngừng rơi, tiếng cười còn vương trên môi. Người vội vàng lên, nhan sắc chưa tàn úa, mai mốt sang cuộc vui chẳng còn mong những ngọt bùi. Anh nghe em giải thích được, còn chú em không giải thích được. Em biết là bây giờ em nói cái gì anh cũng không nghe lọt tai được hết. Em xin lỗi, em không có xứng với anh. Kìa, Sang. Sang. Hương, Hương không phải là cái tên thật của em. Sang mới là tên thật của em. Cũng giống như tình yêu của em dành cho anh là thật. Sao? Quân à, không ai muốn làm cái nghề đó hết con ạ. Nhưng nó vì hoàn cảnh, lúc nó ra đời ba nó mất. Bà bình tĩnh đi. Nó là 6 tuổi, nó phải ôm rổ khoai lang đi bán để kiếm sống hàng ngày. Còn ba, ba cũng say sinh tối ngày hành hạ nó chối quái. Bà Điệp, vì biết được hoàn cảnh gì đâu
Để tôi nói chuyện với thằng Quân. Quân à, là một người đàn ông, mình không nên như vậy. Mình phải biết nhìn vào tương lai và dẹp bỏ quá khứ đi con à. Nhưng chú không phải là tôi thì làm sao chú hiểu được? Thì chính tao cũng phải là mày nên tao mới thấy mày rất là dại. Con bây giờ con đang có tất cả, có cơ hội được ở bên người mình thương. Mày nhìn tao đi, nếu như bây giờ tao có thể đánh đổi cả mạng sống của mình để bà Điệp được khỏe mạnh thì tao cũng cam lòng. Sáu, dì Điệp, con cảm ơn Sáu với dì Điệp đã thương con, cưu mang con thời gian qua, rồi còn dạy cho con hát nữa chứ. Con cảm ơn nhiều. Rồi mày làm cái gì vậy? Sáng con thương dì con. Dì Điệp, con thích bộ đồ này lắm. Nhưng mà con không có xứng với nó. Con thưa dì Điệp, con thưa Sáu con đi. Con nói gì là con yêu cái nghề này mà. Bà bình tĩnh lại, để tôi khuyên nhủ tụi nó. Sang. Dạ, thì con yêu cái nghề này chứ. Con yêu nên con mới không dám đi theo nghề nữa. Dạ, lỡ sau này, con nói lỡ thôi nha, con được đứng trên sân khấu, con được làm nghệ sĩ, khi người ta biết con từng là tiếp viên của quán bia, tội nghiệp nghệ sĩ, người ta coi thường nghệ sĩ, lúc đó con còn đau hơn ngàn lần. Bây giờ nó gì đi. Con đừng nói vậy. Giống như trong phim vậy đó gì. Đôi khi mình vì yêu một ai đó mà phải rứt ruột rời xa người mình yêu. Biết sao được, hoàn cảnh vậy mà. Dạ con tin. Sao? Bà đi. Bà làm Điệp. Sao vậy? Bà ngồi xuống đây. Bà ngồi xuống đây. Điệp tiền sao về như vậy con? Nó xứng đáng được như vậy mà con. Bình tĩnh bà. Ông ơi, ông đều sáng về. Khỏe của gì? Ông ở với tôi làm con đấy chứ con. Tôi sẽ tìm nó về mà. Bây giờ bà bình tĩnh lại. Bà gặp ông ra để tôi đi. Mà bà đi. Tôi tìm nó về. Điệp ơi. Thôi được rồi, dì ơi. Dì bình tĩnh. Dì bình tĩnh. Dì giữ sức khỏe. Bà bình con đi. Mày đi liền đi. Con đi. Sán ơi. Bà bình tĩnh chưa? Thằng Quân nó đi rồi. Nó đi kiếm con Sang rồi. Con Sang sẽ về. Bà bình tĩnh lại nè. Bà đừng kích động như vậy. Bà sẽ mệt. Điệp, nghe lời tôi. Bình tĩnh. Bình tĩnh lại. Điệp ơi, ông hứa với tôi, ông phải tìm con Sang. Tôi hứa mà. Ông nói với tôi là ông còn như con. Ông hứa với tôi, lỡ như tôi có mệt hay
bà sao mà nó kỳ vậy, không có mở lời gì hết. Bà sẽ khỏe, bà sẽ khỏe, bà tin lời tôi đi, bà sẽ khỏe. Ông sao vậy? Ông sao? Tôi không sao hết. Tôi nói bà nghe nè, bà phải khỏe, tôi sẽ cùng hát với bà. Bà phải khỏe đi, còn có phụ tôi dạy hai đứa nhỏ nữa. Bà đừng làm như vậy, tôi sợ. Bà Điệp, bà Điệp, Điệp ơi. Còn nợ em công viên ghế đá, công viên ghế đá lá rổ chiều em. Anh còn nợ em dòng xưa bên cũ, dòng xưa bên cũ có sống êm đềm. Anh còn nợ trời mơ mưa đêm, trời mơ mưa đêm. Anh còn nợ em nụ hôn vội vàng, nụ hôn vội vàng đang trôi qua rèm. Anh còn nợ em con tim bối rối, con tim bối rối, anh còn nợ em. Và còn nợ em cuộc tình đã lỡ, cuộc tình đã lỡ, anh còn nợ em. Và còn nợ em cuộc tình đã lỡ, cuộc tình còn nợ em. Và còn nợ em cuộc tình đã lỡ, cuộc tình đã lỡ. Mình ơi, đời tôi như người
Xin chúc mừng diễn viên Đinh Y Nhung, diễn viên Bá Thắng và MC Tuấn Anh đã hoàn thành phần thi của mình. Và đặc biệt cảm ơn diễn viên Kim Nhã. Xin được mời những nhận xét đến từ nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh. Thực sự là anh rất xúc động và hạnh phúc nữa. Anh đã từng tự hào có một phiên bản kịch cùng Bolero. Đến giờ phút này anh nhận được rất là nhiều đề nghị sẽ được làm lại cái phiên bản đó. Và anh có một lời hứa, thì ngày hôm nay đã kết hợp giữa tình Bolero và kịch cùng Bolero. Thực sự mà nói, ở trong đời sống chúng ta có những thứ mà chúng ta có thể thay thế được bằng vật chất, nhưng những giá trị tinh thần đó, nó vẫn ở đó. Đặc biệt trong những lớp kịch, trong những ngôn ngữ của kịch thì khó có một loại hình nghệ thuật nào mà thay thế được nó. Và ngày hôm nay các bạn đã làm rất là tốt cái việc đó. Anh rất là xúc động. Thay vì anh sẽ nhận xét thì anh xin cảm ơn. Thực sự là anh cảm ơn các bạn rất là nhiều và anh đứng lên vì điều đó ạ. Quả thực là hôm nay là rất là vui khi được ngồi ở cái vị trí này. Riêng là hôm nay là có lời khen ngợi đầu tiên, đó là MC Tuấn Anh. Bạn diễn rất duyên. Bạn đã đặt hết, phải nói là những cái tình cảm của bạn, nó giống như là tình Bolero vào cho cái vai diễn của bạn. Làm cái vai diễn của bạn á, nó rất là đáng yêu. Thắng thì Thắng vẫn có cái cảm xúc. Và Thắng chính là một trong những diễn viên mà giữ được cái mạch kịch đi đến cuối vở. Giá như Đinh Nhung tiết chế lại tí xíu cái đoạn mà mình tình cảm á, nói rõ hơn tí xíu, thì cái vai diễn của mình sẽ trọn vẹn hơn. Hữu Quốc nói đúng, có những cái đoạn em xúc động, em nói nó hơi bị thiếu tiếng, nó bị tiếng được tiếng mất. Nhưng mà tuy nhiên cái thần thái, cái cảm xúc của em, trời ơi, nó làm chịu không nổi. Thứ nhất, lần đầu tiên cô thấy Tuấn Anh đóng kịch, em đóng rất là tự nhiên. Và hai bài hát hay nhất trong cái kịch này là cái bài Khi Đã Yêu và cái bài Anh Còn Nợ Em. Hai cái bài hát đã đưa cái kịch lên một cái cao trào rất tốt. Và lần đầu tiên cô thấy Tuấn Anh hát nguyên cái bài, cái bài Khi Đã Yêu, cũng như Bá Thắng cái bài Anh Còn Nợ Em. Cho đến bây giờ tôi vẫn yêu cái người tình như lúc tôi 5 tuổi tôi yêu người tình đó. Người tình của tôi là âm nhạc. Và tôi luôn luôn hãnh diện. Chúng tôi là nghệ sĩ chân chính, đem tiếng hát, đem niềm vui đến cho tất cả mọi người. Xin cảm ơn những lời tâm huyết đến từ giám khảo Phương Dung. Và ở trên sân khấu này chúng tôi cũng hãnh diện khi là những nghệ sĩ. Trời ơi, lấy hết nước mắt của tôi rồi mấy cô mấy cậu ơi. Sao mà hay dữ vậy? Thật ra đó, xem á, đông đảo cảm nhận rằng là có một cái gì đó nó nhói tim mình. Nhất là giọng nói xúc động của Bá Thắng rồi của Đinh Y Nhung. Rồi Tuấn Anh thì lại có một cái gì đó duyên dáng. Hôm nay chị bất ngờ thật sự. Trời ơi, các em diễn mà chị không nghĩ là các em diễn nữa. Mà các em giống như là đang là cái người trong nhân vật đó, đang trong hoàn cảnh đó. Và lấy nước mắt chị rất là nhiều. Thôi không biết nói về hôm nay, thật sự ba đứa làm quá tốt đi. Chị chúc mừng ba đứa luôn. Cảm ơn những nhận xét chân thành đến từ ban giám khảo. Và xin chúc mừng một lần nữa ba nghệ sĩ. Xin chúc mừng Đinh Y Nhung, Nguyễn Lê Bá Thắng, Tuấn Anh đã mang đến những dấu ấn riêng biệt tại vòng 4 mang tên Giấc Mơ với chủ đề 1 kịch Bolero. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Khang thực hiện với sự tài trợ của nhãn hàng Mì Hảo Hảo. Trong tập tiếp theo, tập 15, 4 thí sinh sẽ chinh phục vòng 4 Giấc Mơ với chủ đề 2 Tỏa Sáng, Trọng Nhân, Phi Ngọc Ánh, Sĩ Toàn, Kỳ Nam. Với chủ đề Tỏa Sáng, mỗi thí sinh không những thể hiện được điểm nổi trội của bản thân mà còn phải gây ấn tượng với giám khảo. Vì vòng thi này chính là thử thách cuối cùng để chọn ra 3 gương mặt đại diện vào đêm chung kết tình Bolero 2022. Họ sẽ mang đến những tiết mục ấn tượng và mãn nhãn như thế nào để giành được tấm vé vào chung kết xếp hạng. Đón xem tập 15 tình Bolero được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ 6 ngày 25 tháng 11 năm 2022 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Và được phát lại vào lúc 13 giờ thứ bảy ngày 26 tháng 11 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Tình Bolero, tình trong từng câu hát.